Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chánh với cô Jen Nga Dung Nguyễn đến từ công ty Alpha Realtor. Kính thưa quý vị, trong vài show trước thì chúng tôi rất là vui khi có thêm chị Quỳnh Lê là một người loan officer cũng như là chuyên viên Địa ốc. Thì hôm nay rất vui khi chị Quỳnh Lê cùng với cô Jen Nga Dung Nguyễn trở lại trong chương trình Địa ốc và Tài chánh ngày hôm nay. Đặc biệt trong cái trào lưu mà bây giờ cái làn sóng là đầu tư mua nhà để đầu tư đó trở lên rất là sôi động đó, thì vấn đề thuế cũng rất là quan trọng. Khi mà chúng ta mua nhà, chúng ta bán nhà, cái phần lời đó chúng ta sẽ được miễn thuế hay không, và chúng ta mua để đầu tư lại căn nhà khác ra làm sao, thì liên quan tới một cái điều luật gọi là 1031, tức là 1031 exchange. Hôm nay thì một chủ đề rất chuyên môn này chúng tôi đặt ra cho chị Quỳnh Lê cùng với cô Jen Nga Dung Nguyễn. Trước hết xin chào cô Nga Dung và chị Quỳnh Lê ạ. Thứ nhất là chúng tôi xin chào tất cả quý vị khán thính giả của đài 51.3 Sài Gòn Network, và chào Hưng Yên cũng như là Hưng Quỳnh Lê. Dạ, chúng tôi là Quỳnh Lê. Xin kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn Network. Xin chào cô Nga Dung và xin chào Hưng Yên. Nhờ cô Nga Dung cũng như chị Quỳnh giải thích cái 1031 exchange là cái gì cái đó. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thật sự ra chúng tôi ở trong cái nghề về địa ốc nhá, cho vay tiền, nhưng mà cái chính đó là cái vấn đề là khi mình đã đầu tư vào địa ốc thì chúng ta không thể nào quên được cái sự quan trọng của thuế. Là vì thuế họ cắn một cái mảnh rất là lớn của cái số tiền lời của chúng ta, quý vị công nhận không? Thành ra vì vậy nó là một vấn đề mà chúng tôi cần phải chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Thì cái chương trình 1031 exchange đó không phải là chúng ta phi thuế, mà chúng ta sẽ lựa cái thời điểm nào đó để trả thuế. Bây giờ chúng ta gọi là defer, tax defer là để dành, từ từ trả. Và trong cái văn phòng chúng tôi thì cái sự làm việc của chúng tôi rất là chặt chẽ với nhau. Mặc dù chúng tôi là trong văn phòng đó là địa ốc là chính, mortgage là thứ nhì, nhưng mà cái tax planning luôn luôn đi kèm. Nhờ vậy trong những vấn đề mà khi mà làm về đầu tư đó, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi giúp cho các quý vị thân chủ rất là hiệu quả. Và khi có tất cả những công việc đó, đó chúng tôi luôn luôn phải có những người cùng làm được công việc quá nhiều. Thì ra ngày hôm nay đó, nhân tiện có Quỳnh ở đây, Quỳnh Lê ở đây, tại vì Quỳnh lúc nào cũng ở bên cạnh chúng tôi trong tất cả một vấn đề. Nếu một quý vị đặt chân tới Alpha mà hỏi chuyện đi vay tiền là quý vị thấy ủa, tại sao cô Nga Dung không làm nhỉ? Chúng tôi mặc dù chúng tôi là một cái broker, nhưng cái người mà sẽ lo tất cả hồ sơ cho quý vị là chính là Quỳnh Lê. Dạ vâng, như vậy chị Quỳnh, bây giờ chị Quỳnh giải thích thêm để cho đồng hương chúng ta hiểu căn bản đã, là cái 1031 exchange là cái gì? Kính thưa quý vị và thưa Hưng Yên, thì chương trình 1031 là nó như thế này, nó dành cho những người mà nhà đầu tư hoặc là những gọi là những người investor khi họ muốn bán cái property của họ nhưng mà họ chưa muốn trả thuế, để họ dùng cái tiền thuế đó cộng với lại tiền lời để họ bắt đầu họ với lại những cái equity build up để họ đầu tư tiếp cho những cái property khác. Thì đó là chỉ là investment property thôi, là để đến khi mà họ quyết định họ cứ xoay vòng như vậy cho tới khi nào mà họ muốn đóng thuế thì họ bán như là bình thường. Chứ còn không phải là free, nhưng mà không phải là miễn nhưng mà dành cái tiền mà tiền lời đó để mà mình đầu tư tiếp. Tại có nhiều người họ sẽ bị cục vốn nếu mà họ đóng thuế, tại đóng thuế rất là nhiều. Chẳng hạn như trường hợp Hưng Yên có một cái shopping hồi đó mua 1 triệu mà bây giờ bán 1,5 triệu, trừ hết này kia nó lời tới 300 ngàn, thì nếu mà đóng thuế một lúc 300 ngàn thì thôi đau bụng lắm. Cho nên là mà mình lại đóng thuế xong mình không còn vốn nữa thì mình lại dùng tiếp cái tiền mà tiền lãi đó, thay vì phải đóng thuế thì mình lại đầu tư tiếp cho những cái property khác. Dạ. Cho tới lúc khi nào mà mình cảm thấy mình muốn đóng thuế hoặc là mình già rồi mình không đầu tư nữa thì lúc đó mình mới bán ra, là mình đóng thuế như bình thường. Dạ vâng. Trước khi mà chúng tôi hỏi thêm vấn đề chi tiết, là chúng tôi lại nãy ra một câu hỏi liên quan tới cái câu trả lời của chị Quỳnh Lê đó, là khi mà giả sử chúng ta bán, chúng ta lời được 300 ngàn, chúng ta hoãn đóng thuế và chúng ta đầu tư tiếp, rồi chúng ta đầu tư tiếp chúng ta lại có một cái tài sản khác, rồi chúng ta lại bán tiếp, chúng ta lời được 200 ngàn, rồi 200 ngàn đó chúng ta lại đầu tư tiếp, thì thuế dồn thuế dồn thuế, thì chúng ta sẽ dồn tới khi nào mới được? Thì tới lúc nào mà mình cảm thấy mình muốn đóng thuế, là chẳng hạn như là như bây giờ mua một cái shopping, sau đó mình mua thành 5 cái property, rental property. Thì đến khi mình bán á, rental property thứ nhất cho năm nay, rental property thứ hai cho năm sau, thì thế là cái thuế nó dàn ra. Nếu mà mình muốn đóng thuế thì mình sẽ đóng dàn ra trong nhiều năm chứ mình không đóng một lần. Thì như vậy cái thuế nó sẽ nhẹ hơn cho mình. Có nghĩa là tôi dùng 300 đó tôi mua cái thứ hai,
rồi tôi bán cái thứ hai tôi lời được 200, rồi tôi quay lại tôi trả một cái 300 nó lần trước thôi, hay là tôi sẽ dồn luôn ba phải trả luôn cho tới hết những cái thời điểm đó luôn? No, tức là mình sẽ cứ tiếp tục mình dùng cái tiền đó mình mua tiếp chứ. Dạ mình vâng. Mua tiếp, mình rồi mua bán tiếp cái đó, lời rồi tiếp. Cứ bán tiếp lời đó cho đến khi mà sau cùng mình bán cái tới cái lúc sau cùng á thì mình coi cái số tiền mình lời là bao nhiêu thì mình sẽ tính ra được cái tiền đóng thuế lúc đó. Dạ vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục hỏi câu hỏi thêm nữa trong cái vấn đề này, nhưng mà trở lại với bắt đầu căn bản nhất đó, thì cái property nào có thể qualify được trong cái chương trình này? Nhà thuê hay nhà mướn hay building hay là cái gì to tát hay là cái nhà nhỏ nhỏ cho thuê có được không? Bất cứ cái gì mà gọi là investment property hoặc là mình làm về business. Nhưng mà hồi nãy là Hưng Yên có nói là like kind đó. Có nghĩa là nếu mà mình bán một cái dry cleaner thì mình phải mua một cái dry cleaner lớn hơn. Rồi nếu mà mình bán một cái shopping center thì mình phải mua hoặc là một miếng đất, rồi hoặc là nhà cho thuê, hoặc là vừa đất vừa nhà. Những cái gì mà liên quan tới địa ốc thì bán địa ốc là mua địa ốc, còn bán business thì mua business. Miễn sao là những cái sau á, cái total value á, nó phải cao hơn cái mình bán ra. Bán một cái nhà hàng, mua một cái tiệm giặt được không? Không được, tại vì nó không có... Phải chung cùng một cái loại hình thì mới được. Dạ đúng rồi. Wow. Rất là thú vị. Nhưng mà bây giờ đồng hương chúng ta hỏi rằng là chúng ta bắt đầu từ đâu? Khi mà chúng ta bắt đầu cho cái chương trình 1031 thì chúng ta phải là cần làm gì và như thế nào? Bắt đầu cho chương trình 1031 á là cái phần đầu tiên á là mình chuẩn bị để mình bán một cái property như một cơ sở địa ốc đi. Thì đầu tiên là mình phải kiếm chuyên viên địa ốc để mà mình coi thử coi là cái value của cái property đó nó trị giá bao nhiêu, mình có thể bán được bao nhiêu. Và cái bước kế tiếp á là dĩ nhiên là mình list lên mình bán, nhưng mà trong lúc đó là thứ nhất á, là mình phải thông báo với tất cả mọi người liên quan, chẳng hạn như title company, rồi những người realtor của mình á, là mình đi theo cái chương trình 1031. Rồi và cùng lúc đó luôn là mình cũng phải contact với lại một company mà nó là trung gian, tại vì những cái tiền mà mình bán ra cho cái property này á, cho cái investment property này á, là phải chuyển qua cái công ty trung gian đó họ giữ, chứ mình không được vô túi của mình. Nếu mà vô túi của mình thì không có đi chương trình này được nữa. Đó là như vậy. Và trong song song á, trong lúc mà mình list bán á, thì mình cũng phải kiếm tiếp những cái property để mình mua, tại vì cái thời gian mà để cho mình bán xong rồi mình mua cái property khác á, nó cũng phải bị giới hạn nữa. Cho dạ nên vâng. Là đó là lý do là cùng một lúc là phải vừa lo bán bên này mà vừa phải lo kiếm những cái property để mình mua nữa. Dạ. Nói tới cái đó thì chúng tôi thấy hình như cô Nga Dung cũng rất là hứng thú lắm trong cái chương trình này. Cô là chuyên viên thuế đó, cái thưa quý vị là CPA đó. Chúng tôi là phải nói là rất là ngưỡng mộ cô lắm, là ở chỗ là cô rất là giỏi. Mà tôi quý vị cũng đồng ý với Hưng Yên là lắng nghe những cái điều chia sẻ rất thực tế của cô là nghe là rất là mê. Thì bây giờ tiện thể cái chuyện này đó cô, thì Hưng Yên nghe thấy thủ tục cũng rườm rà cô. Nhưng mà nó quan trọng lắm thưa quý vị với Hưng Yên. Tức là quý vị lựa cái thời điểm nào để trả thuế. Chúng tôi nói giả tỷ nhé. Ngày trước chúng tôi, ngày xưa như Quỳnh Lê vừa mới nói, chúng ta mua 1 triệu, xong rồi chúng ta lời lên 1 triệu 3, chúng ta lời 300 ngàn, chúng ta mua cái khác, chúng ta lời thêm 200. Thế thì cái số tiền lời của chúng ta càng ngày càng nhiều, 500, 600, 700. Càng ngày ấy, thì cái vấn đề cái vốn mà lời, cái phần mà chúng ta nợ thuế nó càng lớn đúng không? Đúng, dạ đó. Điều thì chính phủ để dạy. Thế thì chúng ta mới suy nghĩ lúc nào thì chúng ta làm đây, lúc nào chúng ta trả thuế đây. Chúng tôi giả tỷ đó là bây giờ nói chuyện, ví dụ như tôi 100 tuổi, tôi mất. Tôi ví dụ như vậy. Thì riêng cái phần đến cái thời buổi 100 tuổi, tất cả cái gain đó hoàn toàn sẽ được free hết. Là vì ở cái thời điểm mà tôi mất đó, là cái trị giá của cái property của chúng tôi đó, nó được nâng lên ngang hàng với lại thị trường và không còn gain nữa. Tức là đối với ông, rất là đặc biệt với ông Trump bây giờ. Ông Trump muốn cho một cái gia tài free, tức là mỗi một người có quyền chuyển nhượng, cho quà và để lại cái gia tài cho con cháu một người gần như con số là 11 triệu rưỡi và hai vợ chồng là 23 triệu. Thành dụ tôi có cái building, nếu tôi bán bây giờ tôi phải trả thuế. Tại vì lời gần như bán 2 triệu mà bây giờ bao nhiêu năm depreciation rồi toàn tiền lời không, bán ra 2 triệu là trả trọn vẹn 2 triệu tiền thuế, ghê quá. Không, tôi đợi lúc nữa tôi 100 tuổi, tôi để lại cho con. Thì khi mà con cái đừng chỉ để lại qua will, thì tất cả cái đó nó đi qua con, nó trở thành 2 triệu vốn, không phải là 2 triệu lời. Vâng. Và cái đứa con tôi một ngày sau đó tôi nó bán, không trả vào đồng thuế nào hết.
là vì mẹ tôi đã cho tôi 2 triệu trị giá vốn và tôi bán 2 triệu tôi không trả đồng thuế nào. Đó là một cái thí dụ nhé, tức là cái vấn lợi dụng cái luật thuế về gia tài. Còn thí dụ như không nói chết, chuyện dài quá, chuyện lúc mà chúng ta chết thì thôi không ai muốn nghĩ tới. Nhưng mà thí dụ như chúng ta lựa cái thời điểm khi chúng ta già, chúng ta không có làm ăn gì nữa cả, cái lợi tức lúc nó bớt đi. Một là chúng ta giúp cho chúng ta bán theo cái kiểu installment sale. Thay vì mình bán mình lấy hết tiền về, mình bảo cái người mua không, tôi không thích bán cho quý vị để quý vị đi vay ngân hàng, tôi sẽ bán cho quý vị nếu quý vị đi vay của tôi. Nhé. Tức là quý vị có tiền để quý vị tiêu, quý vị có tiền lời để kiếm được, thì là trong tất cả những cái tiền mà khi người ta trả tiền cho quý vị đó, thì tùy theo cái phần người ta trả mình bao nhiêu, thì cái phần mình nhận đó mới phải tính tiền gain để mà trả chính phủ. Thành ra nó chảy mỏng ra. Thay vì mình bị một cái thuế một cục 2 triệu một năm, thì quý vị thấy nó quá nặng, thành ra mình bị mất tất cả những quyền lợi về thuế, lên cái mức thuế cao nhất rồi đủ mọi thứ quyền lợi mất. Thành ra chúng ta chảy mỏng nó ra. Thì trong trường hợp đó người ta đi 20 năm, 30 năm. Có nghĩa rằng là chỉ thuế cái gain tax đó, nó chỉ tính cái tiền người ta down payment thôi. Tức là cứ vừa người ta trả mình, thí dụ như dần, thí dụ người ta đi 30 năm, cái loan 30 năm, thì mỗi một năm người ta trả 1/30. Thì họ tính thuế cái 1/30 đó. Đúng, mình chỉ trả 1/30 của cái gain thôi. Dạ vâng. Nó gọi là installment sale. Đó rất là rõ ràng, cô Nga Dung chia sẻ rất là chi tiết. Một kiểu thứ hai, rồi một kiểu thứ ba nữa, giống như Lê Quỳnh Lê vừa mới nói đó. Chúng ta mua 5-7 cái property nhỏ nhỏ, rồi chúng ta cứ thảy từng cái chơi, phải không ạ? Thế là trong trường hợp đó chúng ta vẫn có thể từ từ là trải mỏng cái thuế ra. Hoặc là đúng cái năm đó chúng ta đi chơi chứng khoán, chúng ta lỗ quá, chúng ta không biết vì lý do gì thấy thị trường chứng khoán đang lên, năm nó xuống luôn 1 triệu. Bao nhiêu tiền mình để ở mutual fund mình lỗ luôn 1 triệu. Thì thôi năm đó chúng ta recognize luôn cái tiền này đi. Vâng. Chúng ta bán luôn cái shopping năm đó. Tại vì cái tiền quý vị bán mutual fund chỉ được trừ thuế lỗ có 3.000. Thì chúng ta trừ đến bao giờ cho hết. Nhưng mà chúng ta có một cái gain bán wash 2 cái lại. Thì có phải là chúng ta được tiện về sổ sách không? Dạ vâng. Xin hỏi chị Quỳnh một chút về cái thời gian một chút chị Quỳnh. Chẳng hạn như là có thời hạn giới hạn không? Chẳng hạn và nếu giả sử như cái tiền thuế của chính phủ mình không đóng, mình đi đầu tư một cái khác, như vậy có phải trả lời thuế trên thuế nữa không? Trong cái chuyện mà bao lâu là tối đa chúng ta phải đóng thuế, hay là đợi chúng ta gần chết như chẳng hạn trường hợp của Ngài Dung nói. Dạ vâng, thì cái có quy định ra cụ thể làm sao ạ? À, tức là cái 1031 property mình mua mới đúng đó hả? Dạ vâng. Mua mới thì miễn sao là mình chứng minh được là cái property mới đó là mình intend to mua để mà là investment property, thì nó trong luật thì nó không có rõ ràng, nhưng mà ít nhất là sở thuế thấy mình là có khai thuế ít nhất là 1 năm để cho biết là mình dự định mình mua để mà invest, chứ không phải mình dự định mình mua để mình né cái thuế kia thôi. Cho nên là thông thường là cứ khai thuế trong đó 1 năm để cho biết cái property đó không phải là mình flip bán, hoặc là mình tránh thuế, hoặc là mình trốn thuế hay như thế nào hết, miễn sao chứng minh được là mình intend to mua cái đó để mà mình làm cái investment property. Dạ vâng. Nhưng mà đặt ra ở chỗ là giới hạn cái property không, hay là chúng tôi có một cái, hay chúng tôi có nhiều cái nào chúng tôi cũng quay, cái thuế chúng tôi chưa đóng, tôi có chục cái tôi cũng quay, rồi tôi có một cái tôi cũng quay, tôi có 20 cái tôi cũng quay lại cái tiền tôi không đóng thuế, thì được không? Được chứ, tại vì mỗi cái một property mình bán ra là mình làm cái 1031 exchange cho cái property đó. Thì cái timing là như thế này, khi mà Hưng Yên bán ra mà ngày hôm nay á, thì người ta cho Hưng Yên trong vòng 45 ngày để mà identify cái property nào mình định mua. Thì 45 ngày mình phải vào contract để mình biết là như mình bán một property ra, một cái shopping thì mình mua 5 cái property khác á, thì trong vòng 45 ngày đó là mình phải có contract được đàng hoàng, nhận biết được là những cái property đó là mình sẽ mua. Và từ cái ngày closing cho tới cái ngày mà mình closing cái property mới phải là 180 ngày. Mình phải đi theo rõ ràng theo hướng dẫn của cái luật thuế, chứ không phải là mình muốn khi nào thì muốn. Rồi sau đó khi mà closing xong rồi á, thì lúc đó mình mới hoàn tất được cái 1031 của mình. Dạ vâng. Như vậy là nếu như vậy thì có trường hợp mà cứ phải 180 ngày sau rồi cuối cùng không mua được thì sao? Nếu mà mình không mua được á, câu hỏi này cũng hay lắm. Là tại vì nhiều khi mình mới mua được cái property thứ tư, còn một cái là property thứ năm mình không có closing được vì lý do này lý do kia á, thì chỉ việc đóng thuế cái phần đó thôi.
Tức là phần nào mua là mà mình đổi được, còn phần nào mà mình không mua được thì mình cứ đóng thuế phần đó. Nhưng mà khi đóng thuế phần đó thì dĩ nhiên nó nhẹ hơn rồi. Dạ vâng. Dạ. Kính thưa quý vị, rất là hay khi mà quý vị đang theo dõi chương trình này. Quý vị nào mà đang mà đầu tư theo kiểu mà để mà bán xong đầu tư lại thì rất là hay. Nhưng mà có một điểm mà Hưng Yên muốn đặt ra thêm cho cô Nga Dung nữa là, ví dụ chẳng hạn như Hưng Yên có một cái cơ sở, cái property, cái building chẳng hạn, chưa bán được, mà tôi lại muốn apply cho cái 1031 được không? Có nghĩa là khi mà cái tài sản nó chưa bán được mà chúng tôi đang chuẩn bị để mua trong cái tài sản khác mà chúng tôi căn cứ vào cái này thì được không? À, được chứ. Mình chưa bán được thì nó có hai cách như thế này. Một cách đó là mình sẽ đi là khi mà mình mua property mới thì mình thông báo với mọi người là mình contingency on bán cái property của mình, thì để mình đi cái 1031. Rồi còn cũng có trường hợp á, là khi mà mình mua trước rồi mình mới bán sau á, thì nó có cái reverse exchange, thì cái đó nó là long story, cho nên cái đó sẽ làm một cái chương trình khác thì mới có thể nói hết được. Là tại vì cho nên là mình miễn sao á, là mình phải thông báo với những người mà trong cái transaction của mình á, là mình muốn đi cái 1031 exchange ngay từ đầu. Chứ còn nếu mà giữ chừng thì không được. Với lại là quan trọng nhất á, là cái đồng tiền bán ra được á, không được vào túi của mình. Dạ vâng. À, chắc chắn không được vào túi của mình. Hãy cho một công ty khác giữ. Đúng rồi. Thưa cô, để mà để hiểu thêm cái luật á, thưa cô Nga Dung, thì để cho coi thử luật pháp của Mỹ có chặt chẽ không á. Bây giờ bao lâu cái tài sản đó phải bán đi? Chúng tôi giữ được cái tài sản đó bao lâu thì chúng tôi mới được áp dụng? Chứ đến forever, cho đến ngày you die, không sao cả. Dạ vâng. Tức là không có ai bắt mình phải bán cả. Nhưng vào cái thời điểm mình bán, tức là cái thí dụ như quý vị không bán xong rồi đùng một cái 100 tuổi, tức là mình chết nhé, thì cái tài sản đó nó sẽ qua tòa án gia tài. Tức là khi có tài sản gia tài thì bắt buộc nó phải chuyển nhượng qua con cháu. Dạ vâng. Đúng không? Và khi nó chuyển nhượng qua con cháu như vậy, tức là nó chuyển nhượng cái vốn ở cái thời điểm gọi là market value, cái vốn mới chuyển qua con mình, cái vốn lớn, và từ đó thì con mình nó sẽ trả lời hay trả lỗ khi mà nó bán hay mua cái đó. Chắc chắn trên đời người ta chỉ sống 100 tuổi thôi, đúng không? Dạ vâng. Có người sống 110 tuổi, nhưng mà đó là cái thời điểm chậm nhất là lúc chúng ta mất. Nhưng mà trong suốt cái thời gian mà chúng ta có thể giữ forever, tức là cái thuế nó cứ thế nó cho quý vị defer. Không ai bắt quý vị phải 5 năm, 10 năm, 20 năm cả. Đó, nhưng mà cái luật thuế nó có một cái đặc biệt là quý vị không thể mua để flip. Ví dụ như chúng tôi là người địa ốc chuyên nghiệp, mua vô bán ra, đặc biệt nó không cho. Nó gọi là những cái đó của chúng tôi là hàng, tức là inventory. Mua mà trong cái nghề, mua đi bán lại tuyệt đối không được. Dạ vâng. Phải là những người mua đầu tư, có ý định đầu tư. Dạ vâng. Và thêm một cái đặc biệt nữa, thí dụ như giờ chúng tôi ở một nửa, chúng tôi mới lại đầu tư một nửa. Chúng tôi vẫn có thể làm một nửa. Dạ vâng. Và một cái rất là nhanh, chúng ta gần hết giờ, hỏi chị Quỳnh. Chẳng hạn như một cái tài sản, một cái property chẳng hạn, thì mua xong có yêu cầu phải là giữ đó bao nhiêu lâu trước khi chúng ta phải làm một cái exchange? À, mình như hồi nãy Quỳnh có nói với Hưng Yên đó, thì miễn sao mình có gọi là ý định để invest cái property. Nhưng mà không đó có, không có quy định là bao lâu cả. Thì tức là luật thì thường thường là giữ sau một năm thì mình mới biết được là trong khai thuế của mình đó là nó là investment property á. Thì khi mà sở thuế nhìn trong đó thì thấy rõ ràng đúng là mình có khai thuế cái đó là investment property, thì có thể là làm cái 1031 exchange được rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị Quỳnh Lê và cô Nga Dung. Chúng tôi vừa vặn hết giờ. Đây là một chủ đề rất là chuyên môn, rất là khó, mà trong thời gian chỉ 20 phút thôi thì thật sự là không làm khó cô Nga Dung và chị Quỳnh để mà giải thích cặn kẽ cho quý vị. Nếu quý vị nào đang đầu tư về địa ốc và đang để mà muốn tham gia và cũng như tìm hiểu về cái chuyện này thì liên lạc trực tiếp với công ty Alpha Realtor, sẽ được chị Quỳnh cũng như cô Nga Dung chia sẻ thêm nhiều những cái chi tiết hơn. Cảm ơn cô Nga Dung và chị Quỳnh ạ. Dạ vâng, cảm ơn Hương Yên rất nhiều. Cũng như quý vị thấy là mình đã đầu tư là phải nghĩ tới thuế. Tức là có một cái điều chúng ta không thể tránh được ở trên đời là cái chết và cái thuế, phải không thưa quý vị? Dạ vâng. Rồi, xin kính chào quý vị. Dạ vâng, xin hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Địa ốc và Tài chính lần sau. We'll be right back.